Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Riêng Xe Cấp. Trên tay của mình hiện giờ đang cầm một cái cặp liền của xe Charlie đèn tròn. Nó sẽ có hai loại, ba chấu và bốn chấu. Cái đùm ở bên trong nó có hình dấu cộng hoặc là nó có hình ba chấu ra hoặc là bốn chấu ra giống như dấu cộng nha. Đó, thì cái liền đây là liền bốn chấu, bốn cháu là có bốn lỗ bự, thì chúng ta ráp vô có bốn lỗ bự, 1, 2, 3, 4, bốn lỗ này bốn bắt vô cái đùm, rồi bốn lỗ nhỏ này là để siết hai cái niềng dính lại. Thì đây là một cặp niềng hàng mới nha các bạn, hàng mới dành cho anh em gắn xe. Riêng niềng đây thì không có niềng dinh, niềng mới nó chắc hơn, nó dày hơn niềng dinh nhiều nha, niềng dinh nó mỏng. Cái thứ hai là nó xét riêng niềng Charlie thì đèn tròn thì không có niềng dinh nha, chỉ có niềng hàng mới thôi. Đây rất là dày và rất là chắc chắn. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, những anh em nào có nhu cầu lấy niềng riêng của xe Charlie thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên. Phương thức mua hàng của bên mình là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha. Các bạn lưu ý chuyển tiền trước ship hàng sau. Nếu anh em ở Sài Gòn, chúng ta qua tại trực tiếp bên cửa hàng của mình các bạn lấy. Mình ở gần bến xe miền Đông. Còn ai ở xa thì chuyển khoản bên mình ship bưu điện nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn và đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Riêng Xe Cấp. Xin cảm ơn tất cả các bạn.